Tướng Nguyễn Music, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Tướng Nguyễn Music sẽ mời các bạn cùng với Tướng Nguyễn Music đi đánh giá cái cây rô lăng RB1-2. Đây là cây rô lăng RB1-2. Thì hôm nay thì Tướng Nguyễn Music sẽ đánh giá một cách khách quan cho các bạn luôn, từ kiểu dáng bên ngoài cho tới bàn phím, âm thanh. Thì hôm nay mời các bạn nán lại xem hết video này để Tướng Nguyễn Music có thể truyền đạt cho các bạn hiểu rõ hơn về cái dòng sản phẩm này, cũng như là các bạn sẽ có cái nhìn tổng quát hơn. Nếu như các bạn muốn mua online thì các bạn xem video này, các bạn có thể hình dung được cái cây đó gồm những cái gì, chức năng gì và có công dụng gì. Mời các bạn cùng Tướng Nguyễn Music nhé. Thì đầu tiên Tướng Nguyễn Music sẽ mời các bạn đi tham quan ngoại cảnh của cây đàn RB1-2. Về kiểu dáng, RB1-2 mang một cái thiết kế hiện đại của 2017. Đây là model được sản xuất cuối 2017, là hàng hot của 2018. Nếu các bạn nào mà có tìm hiểu trên mạng thì đây là một sản phẩm hot của 2018, bởi vì giá thành nó rất hợp lý và kiểu dáng nó rất ok. Cũng như các bạn đã thấy ở đây, cây RB102 nó mang một kiểu dáng rất là hiện đại, được rô lăng thiết kế rất là hiện đại nhằm mục đích đánh giá vào những thị trường thấp, những thị trường mà người ta mua về để người ta tập và người ta chơi bán chuyên nghiệp. Thì rô lăng 102 rất hợp với các bạn đó có nhu cầu không quá cao. Thì ở đây rô lăng thiết kế một cái kiểu dáng cho các bạn nhìn rất là mạnh mẽ. Đây, ở đây dưới dòng tầm 17 triệu thì cái dòng không có dòng nào nó có ngoại cảnh đẹp như thế này. Mình chắc chắn với bạn một điều đó luôn. Với thêm một phần nữa, đây là một dòng có nắp đậy che bàn phím, để khi các bạn mà chơi ấy, một thời gian mà nhà nào các bạn nào mà cửa không kín ấy, thì bụi rất là nhiều nó sẽ dính lên tay bàn phím này, mình có thể đậy nắp lại và mình bảo vệ phím rất là an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thiết kế của bàn phím. Thì ở đây bàn phím của Roland RB102 nó sẽ được giấu những cái ẩn số đàn piano này, mỗi một phím nó đều có chức năng riêng. Thì như các bạn đã thấy thì Roland sẽ không ghi bất cứ cái gì ở trên đây. Đây là dòng bán chuyên nghiệp và để tập, nhưng mà Roland không có ghi những cái thông số gì ở trên bàn phím này, nhằm tạo cho người chơi một cái cảm giác gọi là dòng chuyên nghiệp. Bởi vì những dòng chuyên nghiệp người ta không có ghi gì đâu. Ở đây Roland sẽ cho các bạn một vùng để các bạn điều khiển, đó là gồm những cái nút nguồn, cái nút function và nút lớn nhỏ. Còn gỗ cái đàn RB102 này thì sao? Thì gỗ này đó là gỗ ép. Bởi vì đây là đàn điện tử nên các bạn yên tâm, gỗ ép hay gỗ nguyên tấm gì nó cũng như nhau thôi, nó chỉ phát âm ra từ cái lo thôi. Gỗ ép hoặc gỗ nguyên tấm gì nó chỉ là để bảo vệ cái những cái bộ phận bên trong của đàn. Ở đây là nó dạng gỗ ép, nhưng mà nó được dán như một lớp đề can ở trên dạng nhám, để khi mình để những vật gì đó nó không bị trơn. Dưới 17 triệu các bạn đầu tư cho một cái cây Roland RB102 này, thì đầu tiên mình sẽ nói cho các bạn, thứ nhất đó là bạn sẽ được kiểu dáng của cây Roland 102 mang tính chất hiện đại và tất cả những cái công nghệ của Roland như là bàn phím pha 4 này, công nghệ âm thanh Super Naturo này, cảm biến phím này, mức độ nhạy phím này, những cái son nhạc nhiều này và ứng dụng kết nối Bluetooth nữa này. Đó, rất là nhiều. Với 17 triệu thì các bạn tìm đâu ra những sản phẩm nó tốt đến như vậy. Cái thứ hai, tiền 17 triệu các bạn bỏ ra đó là tiền thương hiệu. Roland là một thương hiệu nổi tiếng thế giới. Những nhạc công thế giới người ta sẽ thường sử dụng Roland, bởi vì cái sao tiếng nó rất là thật các bạn. Theo mình được biết thì mỗi một sao tiếng của Roland được tạo ra là người ta sẽ thu những sao tiếng từ những cây Roland piano cao cấp. Đó. Những cái tiếng đó người ta sẽ sao ra những cái tiếng gọi là cái mức độ nhạy của phím, người ta sẽ vấn từ nhỏ nhỏ dần lớn lớn mạnh 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 và rất mạnh, thì nó sẽ tạo ra những cái lớp gọi là nó đi đều lên, tức là âm thanh nó phát ra đều hơn khi mà chúng ta chơi một cái bài gọi là cần nhiều sắc thái. Thì cây Roland 102 này đáp ứng được cho bạn. Nếu như những cái dòng thấp thấp thì các bạn vô phương rồi, tại vì nó sẽ có 3 mức độ nhạy cho các bạn thôi. Thì các bạn quýnh xong nó sẽ, nếu như các bạn muốn một cảm xúc gọi là nó nhẹ nhàng hơn nữa thì nó sẽ không có ra đâu. Và chưa hết, bên cạnh đó 17 triệu đó là bao gồm cả tiền bảo hành các bạn. Roland thì bên Tướng Nguyễn Music sẽ bảo hành chính hãng Roland cho các bạn 1 năm, bao gồm những cái vấn đề về bên trong hoặc con chip hoặc là những vấn đề về nhà sản xuất thì Tướng Nguyễn Music sẽ bảo hành cho các bạn. Thì đó, 17 triệu thì các bạn bỏ ra được gì? Thương hiệu tốt, đàn chất lượng, bảo hành chính hãng,
âm thanh tốt, sử dụng là được lâu. Cái này nếu các bạn sử dụng mà các bạn chịu khó bảo quản tốt, không để nước hay cái gì đó nó rơi vào trong, thì các bạn có sử dụng được mười mấy 20 năm là chuyện bình thường. Thì phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi review âm thanh và nghe âm thanh nó sẽ như thế nào. Ở đây mình sẽ không quýnh ra một bài hát nào hết, mình chỉ cho các bạn nghe cái độ thật của âm thanh đó thôi. Vì các bạn có thể lên trên YouTube, các bạn search và bạn kiếm rất là nhiều những tay gọi là pro để review những sản phẩm này, quýnh những bài rất là hay. Ở đây mình sẽ không quýnh ra bài, mình sẽ cho các bạn nghe âm thanh thật của cây Roland RB102 này. Bây giờ nhà mày các bạn cùng mình nghe và cảm nhận thử âm thanh nó gọi là Supernatural sẽ như thế nào. Ở đây á nha, mình sẽ quýnh ở những mức độ gọi là từ nhẹ đến mạnh để các bạn nghe được cái âm bass nó sẽ quýnh mạnh như thế nào, quýnh nhẹ như thế nào, để các bạn cảm nhận được khi mà mình mua hàng ấy là mình đòi hỏi âm thanh nó phải tốt, thì bắt buộc mình phải thử như vậy các bạn có thể hiểu được cái âm thanh nó sẽ như thế nào. Hay, mà các bạn nghe nhé. Đó là âm bass và mình kết hợp với dặm pedal để cho cái độ vang nó ra, thì các bạn có thể cảm nhận được cái âm nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ mình sẽ quýnh những âm trung, tức là âm đô trung thôi, mình sẽ không quýnh những nốt khác. Quýnh các nốt khác thì các bạn nghe nó rất là loạn, thì mình sẽ quýnh từng nốt như thế, từng sắc thái như thế, để các bạn hiểu được là nó sẽ có rất nhiều sắc thái để các bạn chơi thoải mái bass nó sâu hoặc như thế nào đó, thì một lát mình sẽ nhận xét sau. Mà các bạn nghe âm trung nhé. Bây giờ là đến âm cao. Đấy, thì các bạn có thể nghe được. Bây giờ mình sẽ nhận xét nha. Mình sẽ quýnh lại để mình nhận xét cho các bạn. Ở đây mình theo cái cảm nhận riêng của mình, âm thanh đây, bass rất là tốt. Thật, bass cái này là rất là chắc. Bass rền vang giống như cây cơ vậy đấy. Mình đã thử cái cây trên cây U3 của Yamaha nên mình nghe âm thanh nó cũng xem, tức là 90 với cây U3 của Yamaha, cái tiếng bass của cây Roland 102 ấy. Bây giờ mình sẽ nghe lại thử âm chung. Nói chung thì với 17 triệu thì âm chung như thế này gọi là chấp nhận được. Bởi vì cái âm chung này nó nghe nó có cảm giác như là nó không có bén, với lại âm thanh nó tuy nó có ga sắc nhưng mà cái độ bén của nó thì chưa có, với lại cái độ gọi là trung thực á thì nó chưa 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 có good lắm. Nếu mà chấm thì mình sẽ chấm cho nó 8 điểm thôi. Bây giờ mình sẽ thử nghe âm cao. Cái âm cao này nè, mình có cảm nhận như là nó giống như cái âm cao của cây ND21 á các bạn, của dòng Kawai á, thì các bạn quýnh vô. Nó có độ vang xì 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 phía sau á, giống như cây ND21. Không tin thì các bạn cứ tới một cái tiệm nào đó bạn hỏi bằng ND21 á, các bạn thử, các bạn nghe thử, để mình quýnh chân bạn nghe nó xì 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 như là nó có những cái reverb nằm phía sau á, nhìn nghe rất là giống như cái đàn cơ ND21. Đấy, cái độ xì 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 đó. Ở đây mình đánh giá cái này là cái mức độ âm cao đó là bén ấy, nhưng mà nó cũng giống như âm chung thôi. Ở đây cái Roland 102 này nó sẽ mạnh về âm bass, âm chung thì ở mức độ gọi là khá và âm cao ở mức độ là khá, bass là rất ok. Bây giờ mình thử điểm một cái tiết tấu nào đó cho các bạn nghe thử cái bass và âm chung nó như thế nào nha, nó có hòa quyện không nha. Thì đó, các bạn có thể nghe được những cái âm thanh mà mình đánh ra. Đây là những âm thanh mình thu thật từ đàn. Đó.
nên các bạn cứ cảm nhận đi. Ở đây mình đánh giá cao cái cây này gì, âm bát, âm trung và âm cao. Thì ở đây mức độ tiện dụng thì chúng ta sẽ nói về cái cấu trúc cũng như là những thiết kế nào đó mà Go Lăng có thể mang tới người dùng một sự tiện dụng nhất. Thì mình sẽ đánh giá ở trên mặt gọi là khách quan ở bản thân mình, thì các bạn có thể tham khảo, hoặc là các bạn có thể đến những showroom nào mà các bạn tin tưởng thì các bạn có thể tham khảo nhiều hơn. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy được là Go Lăng không ghi bất cứ những thứ gì ở trên đây trên bàn phím, mặc dù cái bàn phím này mỗi phím đều có một cái chức năng, nên là sẽ thứ nhất sẽ làm phiền cho người sử dụng, tức là mình phải nhớ từng chức năng của cái phím, hoặc là phải dịch lại cuốn sách hướng dẫn sử dụng để mình có thể nhớ được chức năng của phím. Có một giải pháp nữa là các bạn cứ liệt kê ra những phím nào mình sử dụng nhiều nhất, rồi mình sẽ ghi ra cái giấy hoặc là mình nhớ ở cái nốt đó, thì mình cứ giữ function và bấm nút đó. Đó là cách giải quyết thứ nhất. Còn nếu các bạn nào thích cái sự chuyên nghiệp, gọi là không ghi bất cứ cái gì ở trên cái bàn phím này, thì đó là sự lựa chọn hợp lý cho các bạn thích cái sự chuyên nghiệp. Thì ở đây các bạn có thể thấy được những nút hiệu chỉnh mà Go Lăng mang lại cho mình, thì nó sẽ được tối giản mức tối đa nhất, tức là ít nút nhưng mà mức hiệu chỉnh thì lại phong phú, được gắn trên tất cả các phím á, các bạn cũng các bạn đã biết rồi đấy. Thì ở đây đó là hai nút này, đó là nút cộng trừ của volume đó. Khi các bạn muốn tăng giảm volume thì các bạn cứ nhấn giữ thôi, như các bạn đã thấy. Thì các bạn muốn giảm nhanh thì các bạn cứ bấm giữ thôi thì nó sẽ xuống nhanh đấy. Còn nút function này là ví dụ như các bạn thích cái tiếng piano chẳng hạn, hoặc tiếng piano nào đó, thì cứ giữ function và bấm cái nút chức năng, ví dụ như function này bấm nút chức năng thì nó sẽ cho ra những cái tiếng mà mình muốn theo ý của mình. Khi các bạn muốn tắt thì các bạn cứ giữ từ 2 đến 3 giây thì thằng Quang sẽ tắt. Ở đây đèn nó sẽ rung, nó sẽ chớp chớp để có báo cho bạn là tắt. Còn các bạn mở thì các bạn bấm vô nó sẽ mở ngay liền. Ở đây Bluetooth nó sẽ nằm ở đây, khi chúng ta kết nối thì cái chữ Bluetooth này nó sẽ hiện lên màu xanh. Đấy. Thì đây là cái giá nhạc của cái Go Lăng RB102. Như các bạn đã thấy, nó thiết kế dạng cong giống như những cái nắp của giá của cây piano. Thì để ở đây nó sẽ có một cái ngấn ở đây để nó hạn chế cái mức độ chạy, tức là khi chúng ta để cái nhạc lên nó sẽ giữ lại cho mình, nó không bị tuột xuống như những sản phẩm khác. Đấy. Còn cái thanh này á, đây là một thanh sắt nha các bạn. Cái thanh này được làm bằng sắt. Đó, nên rất là chắc chắn. Chỉ có những cái mảnh này thì làm bằng gỗ, nhưng thanh này thì sẽ là làm thanh sắt. Tất cả các đồ kéo này, từ cái những cái mình nắm này, đây là được làm bằng sắt. Đấy, còn những cái miếng này là làm bằng gỗ thôi. Đấy. Nhằm mục đích để giảm cái tối thiểu cái mức độ gọi là giá trị không cần thiết tới, như là gỗ làm cho gỗ mắc, thì cái cây này nó hai mấy triệu, thì các bạn làm sao mà có điều kiện để đầu tư một cái cây dạng tốt mà như thế này, nên Go Lăng quyết định chọn những cái gỗ ép để nó giảm giá thành xuống. Thì như thế thì Go Lăng mới có thể đưa những âm thanh thật nhất đến những các bạn mà thích những âm thanh chân thật như là Go Lăng. Và cái mức độ tiện dụng cuối cùng đó là về cái Bluetooth của cái RB102, thì có rất nhiều bạn quan tâm là cái phím như thế này rồi sao mà chỉnh, rồi nó thế này, rồi mình cứ giữ function mình bấm tới bấm lui thì nó rất là phiền khi mà mình nhớ những cái phím này phím kia. Thì Bluetooth người ta sản xuất ra nhằm mục đích khắc phục tình trạng đó. Thì thương hiệu Go Lăng đã viết một cái chương trình gọi là để bổ trợ cho những cái sản phẩm của họ, đó là Pino bạc N2, để kết nối với những dòng mà có kết nối Bluetooth hoặc là những cái dòng mà có kết nối USB computer. Thì đây là một dòng cuối 2017 được tích hợp sẵn Bluetooth, như các bạn nãy mình có cho các bạn xem đấy. Khi nó kết nối thì Bluetooth nó sẽ màu xanh lên. Ở đây mình sẽ không kết nối với Pino bạc N2 cho các bạn xem. Cái đường link clip của Pino bạc N2 và cách kết nối mình sẽ để ở dưới clip này, thì các bạn cứ xem. Mình xin khẳng định các bạn một điều, đó là khi mà bạn kết nối với Pino bạc N2 với smartphone như là Android hoặc iOS gì cũng được, thì đây cái iOS hoặc là cái Android của bạn nó sẽ là một cái như remote để chỉnh tất cả những hiệu ứng trong đây. Ví dụ như là các bạn muốn đổi cái âm thanh trong đây thì các bạn lên Pino bạc N2 để các bạn đổi cũng được luôn. Hoặc là các bạn muốn hòa hai tiếng chung lại với nhau, hoặc là chia bàn phím, mức độ nặng nhẹ của bàn phím đều được hết. Ở trên bàn phím này nó có gán cho mình hết. Mình có thể chỉnh được mức độ nặng nhẹ của bàn phím được hết. Nhưng mà nó rất là phiền, mình phải nhớ trong đầu nó phải như thế này thế kia, thì mình kết nối Pino bạc N2 thì nó sẽ làm được hết. Nó có thể change bot, tức là nâng giảm tông,
hoặc là thay đổi tần số của những cái nốt ở trên đây đấy, hoặc là chơi game ở trên cái piano bạc nơ 2 bằng âm nhạc cũng có luôn. Thì như hồi nãy giờ thì mình đã gửi cho các bạn những hình ảnh mà và những cái nhận xét vẻ bề ngoài cũng như là cái âm thanh của Super Nero của cái RB102 này cho các bạn cảm nhận rồi. Thì với 17 triệu thì các bạn có nên đầu tư cây này không? Thì mình sẽ trả lời giùm các bạn luôn. Các bạn nên đầu tư. Bởi vì tầm 17 triệu không có những cái cây nào mà nó được như thế này đâu. Tầm 17 triệu thì những cái cây đó là những cây dòng gọi là dòng phổ thông piano. Nó sẽ không có nắp đậy. Thứ nhất. Thứ hai đó là cái màn lo nó sẽ nằm ở trên cái lo luôn. Nên là chơi có cảm giác rất là đanh. Đấy. Mình sẽ thông báo các bạn gì luôn. Thì là 17 triệu thì mình nên đầu tư cái cây này là ok nhất. Nếu các bạn nào mà chưa đủ điều kiện thì mình nên tích góp khoảng 1-2 tháng nữa mình đầu tư con này thì nó tuyệt vời. Cái cây này là cho các bạn làm studio là vẫn ok. Tại vì có một số trường hợp bên khách hàng bên mình mua những cây này về làm studio. Thì đó là cảm nhận của mình. Nếu mà mình chấm điểm sơ khai về cây này thì mình sẽ chấm nó 8.5. Đấy, thì các bạn cảm nhận như thế nào thì là quyền của các bạn. Đây là ở mức độ gọi là mình nhận xét thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video clip của nhạc cụ Tứ Nguyễn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và chọn mua những sản phẩm mà mình yêu thích.